Cái đấy chứ, Mao nói rằng tất nhiên không phải, sau khi tan làm cậu ấy đúng theo lời hẹn tới chỗ cũ, Amy nói với Mao, mấy hôm nay cô luôn theo dõi cậu, phát hiện thái độ của Mao với công việc và cuộc sống vô cùng nhiệt tình, nếu đã như vậy thì hãy ở đây nốt phần đời, còn lại đi, đừng vọng tưởng trở về thế giới kia nữa, như vậy thì cô cũng không cần phải tiêu diệt ma vương nữa. Mao không đồng ý với việc đó, đợi khi sức mạnh của tôi hồi phục sẽ trở về thống trị ma giới, và chinh phục luôn cả thế giới này. Lời vừa nói ra đột nhiên vài tia sáng bắn đến, hai người hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó lại tiếp tục bị bắn. Mao lập tức nhảy bổ về phía Amy, tránh được đòn chí mạng. Sau đó hai người điên cuồng chạy trốn, tới một nơi an toàn, Mao đã nhìn ra đó là đạn ma lực, có lẽ lại là một người xuyên không, còn đó là ai thì không biết, nếu như không có chuyện gì thì tôi về trước đây, khi cậu về đến.